Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 35 trang 117. Ôn tập cuối học kỳ 2 tiết 7. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào ô vuông trước ý trả lời đúng. Gulliver ở xứ sở Tí Hon. Trong một lần đi biển, Gulliver tình cờ lạc vào xứ sở của người Lilliput Tí Hon. Anh được vua nước Lilliput mời ở lại và trở thành người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh. Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Blifut hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua ra lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch. Thế là tôi đi ra bờ biển, quan sát bằng ống nhòm. Tôi thấy địch có độ 50 chiến hạm. Tôi bèn cho làm 50 móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiến hạm một, rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Lilliput. Khỏi phải nói, nhà vua mừng như thế nào. Ngài còn muốn nhân dịp này biến Blifut thành một tỉnh của nước ngài. Nhưng tôi cố thuyết phục ngài từ bỏ ý định ấy. Khoảng 3 tuần sau, nước Blifut cử một đoàn đại biểu sang thương lượng và hai bên đã ký một thỏa ước lâu dài. Rồi dựa vào bài đọc trên, các em trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi số 1, nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì? Lilliput, Gulliver không có tên. Rồi các em biết là nhân vật chính trong đoạn trích trên là Gulliver. Kể về câu chuyện của Gulliver lạc vào xứ sở những người Tí Hon. Câu hỏi số 2, có những nước Tí Hon nào trong đoạn trích này? Chỉ có nước Lilliput, chỉ có nước Blifut. Có hai nước Lilliput và Blifut. Như vậy các em chọn đáp án là có hai nước Lilliput và Blifut. Câu hỏi số 3, nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng? Lilliput, Blifut, cả hai nước. Rồi các em biết là Blifut là nước hùng mạnh cho nên đã đem quân xâm lược nước láng giềng. Câu hỏi số 4, vì sao khi trông thấy Gulliver, quân địch phát khiếp? Vì thấy người lạ, vì trông thấy Gulliver quá to lớn, vì Gulliver mang theo nhiều móc sắt. Rồi ở đây là vì trông thấy Gulliver quá to lớn. Trong xứ sở của họ thì Gulliver là người khổng lồ. Bởi vì là họ chỉ bé bằng ngón tay cái của Gulliver thôi. Như vậy là khi trông thấy Gulliver thì quân địch phát khiếp. Câu hỏi số 5, vì sao Gulliver khuyên nhà vua nước Lilliput từ bỏ ý định biến nước Blifut thành một tỉnh của Lilliput? Vì Gulliver ghét chiến tranh xâm lược, yêu hòa bình. Vì Gulliver ngại đánh nhau với quân địch. Vì Gulliver đang sống ở nước Blifut. Rồi đây các em biết là Gulliver ghét chiến tranh xâm lược và yêu hòa bình. Cho nên đã khuyên nhà vua nước Lilliput từ bỏ ý định biến nước Blifut thành một tỉnh của nước ngài. Tiếp theo em sang câu hỏi số 6. Nghĩa của chữ hòa trong hòa ước giống nghĩa của chữ hòa nào dưới đây? Hòa nhau, hòa tan, hòa bình. Rồi em biết là hòa ước có nghĩa là ký hiệp ước về hòa bình. Câu hỏi số 7. Câu nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là câu gì? Câu kể, câu hỏi, câu khiến. Rồi, câu nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch đó chính là câu kể. Câu kể của Gulliver. Tiếp theo em sang câu 8. Trong câu quân trên tàu trông thấy tôi phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ? Tôi, quân trên tàu trông thấy. Rồi câu quân trên tàu trông thấy tôi phát khiếp thì là quân trên tàu là chủ ngữ. Trông thấy tôi phát khiếp là vị ngữ. Như vậy em chọn là quân trên tàu. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video.
Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.